Như câu hỏi của bạn là bạn muốn tôi chuyển một cái màu mà nó lại có cái phần một bên rõ và một bên trong, thì chúng ta sẽ giải quyết bằng cách là tô nó như là một cái màu tôi chuyển thôi. Để áp dụng một cái màu tôi chuyển thì chúng ta bấm vào cái biểu tượng gradient sau khi mà chọn chọn đối tượng. Thế thì theo mặc định thì nó sẽ tô cho chúng ta là màu trắng và màu đen. Bạn có thể đổi màu bất kỳ bằng cách là mở cái bảng panel bên này ra. Sau đó thì lấy một cái màu nào đó, bạn thay thế bằng cách kéo thả trực tiếp như thế này. Trong phần gradient này thì có hai cái slide để điều chỉnh về màu. Muốn thay màu nào vào trong cái dải màu thì chúng ta sẽ kéo trực tiếp màu từ bảng màu swatches này vào trong phần điều chỉnh màu của cái bảng gradient. Sau đó thì chúng ta sẽ xử lý tiếp như sau. Thay vì là trộn giữa hai màu, ví dụ ở đây là màu trắng và màu đỏ, bây giờ muốn để màu đỏ mà chuyển mờ dần sang cái này thành trong thì chúng ta sẽ bấm vào cái điểm còn lại này. Thì cái điểm gradient slide này thì nó giải quyết hai nhiệm vụ cùng một lúc. Một là nó xác định giá trị màu ở trong cái dải màu tô chuyển, và thứ hai là nó có thêm một cái giá trị nữa là giá trị opacity. Bấm chọn sau đó thì bôi đen phần opacity này và giảm giá trị về không. Lập tức thì cái phần này nó sẽ trở nên trong suốt, chúng ta có thể quan sát được rất rõ ở phần ô phin bên này. Thì cái phần màu mà đan bằng cái ô caro này thì chính là đại diện cho cái phần trong suốt. Bây giờ chúng ta có thể kiểm chứng bằng cách là vẽ ra một đối tượng mới. Đối tượng mới này chúng ta tô cho nó một màu mới, sau đó thì đưa nó xuống dưới phía dưới bằng cách là vào Object và Arrange và chọn Send to Back, thì nó sẽ chui xuống dưới như thế này và chúng ta sẽ nhìn rõ rằng là phần màu đỏ ở đầu này thì nó đậm đặc và không thể nhìn xuyên qua. Tuy nhiên đầu phần trắng thì do chúng ta đã bấm vào cái gradient slide này và chúng ta gia giảm giá trị opacity trở về không, cho nên là nó sẽ trở nên trong. Còn để điều khiển cái đoạn trong này nhiều hay ít thì chúng ta có thể là kéo cái điểm điều khiển này để chúng ta ưu tiên cái phần trong nó nhiều hay nó ít, hoặc cũng có thể là chúng ta sẽ bấm trực tiếp vào cái gradient slide này và chúng ta kéo thêm nó về phía đầu màu bên kia. Thì càng kéo về bên này thì cái phần mà trong suốt nó càng nhiều hơn. Thì cái cách mà để xử lý một màu từ một màu cụ thể nào đó và chuyển dần sang trong suốt thì nó rất là đơn giản như vậy thôi.